Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 43. Khi Jeremy đã thuật hết cho cả dân sự mọi lời mà Jehovah Đức Chúa Trời chúng nó là lời Jehovah Đức Chúa Trời chúng nó đã sai người nói cho chúng nghe, tức là những lời này, thì Asaria, con trai Hosea và Johanan, con trai Kareat, cùng mọi người kiêu ngạo nói với Jeremy rằng: Ngươi nói dối. Jehovah Đức Chúa Trời chúng ta chưa hề sai ngươi truyền cho chúng ta rằng chớ sang nước Egypto mà trú ngụ. Nhưng ấy là Baruc, con trai Neria, xui ngươi nghịch cùng chúng ta, để nộp chúng ta trong tay người Canđê, đặng giết chúng ta hay là điệu về làm phu tù nước Babylon. Ấy vậy, Johanan, con trai Kareat, các đầu đảng và mọi dân sự, chẳng vâng theo tiếng Đức Giê-hô-va truyền cho mình, ở lại trong đất Giu-đa. Johanan, con trai Kareat, và các đầu đảng đem những người Giu-đa còn sót lại, tức hết thảy những kẻ trở về từ cả các nước khác mà mình đã bị đuổi đến mà ở trong đất Giu-đa. Đàn ông, đàn bà, trẻ con, cùng các con gái nhà vua và mọi người mà Nebusa-adan, quan làm đầu thị vệ, đã để lại cho Gedalia, con trai Ahikam, cháu Sa-phan, lại cũng đem luôn tiên tri Jeremy và Baruch, con trai Neria, vào đất Egypto, đến Tác-pha-nết, vì họ không vâng theo tiếng Đức Giê-hô-va. Tại Tác-pha-nết có lời Đức Giê-hô-va phán cho Jeremy như vậy: Hãy lấy trong tay ngươi những cục đá lớn, đem giấu trong đất sét làm gạch trước cửa nhà Pharaon tại Tác-pha-nết trước mắt người Giu-đa đều thấy. Ngươi khá bảo họ rằng: Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: Này, ta sẽ sai và lấy tôi tớ ta là Nebuchadnezzar vua Babylon và đặt ngai vua ấy trên những đá này mà ta mới vừa giấu. Vua ấy sẽ căng màn mình lên trên. Vua ấy sẽ đến đánh đất Egypto. Những kẻ phải chết thì làm cho chết, những kẻ phải bị phu tù thì bắt làm phu tù, những kẻ phải bị gươm giáo thì cho gươm giáo. Ta sẽ đốt lửa nơi các chùa miếu của các thần Egypto. Nebuchadnezzar sẽ đốt đi hết và đem đi làm phu tù. Vua ấy lấy đất Egypto mặc cho mình, cũng như kẻ chăn chiên mặc áo mình, và vua ấy sẽ đi ra cách bình an. Người sẽ bẻ gãy các cột của Bết-Sê-mết trong đất Egypto và sẽ lấy lửa đốt các chùa miếu của các thần Egypto. Chương 44. Có lời truyền cho Jeremy về hết thảy người Giu-đa ở trong đất Egypto, tại Mít-đôn, Tác-pha-nết, Nốt và trong xứ Pha-trốt rằng: Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: Các ngươi có thấy mọi tai vạ mà ta đã giáng cho Jerusalem và các thành của Giu-đa? Kìa, những thành ấy ngày nay hoang vu không dân ở, vì cớ tội ác dân chúng nó đã phạm để chọc giận ta, đi đốt hương và hầu việc các thần khác mà chúng nó và các ngươi cùng tổ phụ các ngươi cũng chưa từng biết đến. Dầu vậy, ta đã sai mọi tôi tớ ta, tức các tiên tri đến cùng các ngươi. Ta dậy sớm sai họ đến đặng bảo các ngươi rằng: Ôi, sự gớm ghiếc mà ta ghét đó thì đừng phạm đến. Nhưng chúng nó chẳng nghe, chẳng để tai vào, chẳng chừa sự giữ và cứ đốt hương cho các thần khác. Vì vậy, cơn giận và sự thạnh nộ của ta đã đổ ra như lửa đốt nơi các thành của Giu-đa và các đường phố của Giê-ru-sa-lem, vì chúng nó bị đổ nát hoang vu như có ngày nay. Bây giờ Jehovah Đức Chúa Trời vạn quân, Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: Sao các ngươi phạm tội trọng dường ấy nghịch cùng mạng sống mình, để cho đàn ông, đàn bà, trẻ con, trẻ đang bú bị cất khỏi giữa Giu-đa, đến nỗi dân các ngươi không còn lại chút nào?
bởi các ngươi chọc giận ta bằng những việc tay mình làm ra, đốt hương cho các thần khác trong đất Ai Cập, là nơi các ngươi mới đến trú ngụ. Đến nỗi các ngươi chuốc lấy sự hủy diệt cho mình, đem mình làm cớ rủa xả sỉ nhục giữa các dân thiên hạ. Các ngươi đã quên điều ác của tổ phụ mình, điều ác của các vua Giu-đa, điều ác của các hoàng hậu, điều ác của chính các ngươi cùng vợ mình đã phạm trong đất Giu-đa và trong các đường phố Giê-ru-sa-lem hay sao? Chúng nó chẳng hạ mình xuống cho đến ngày nay, chẳng kính sợ, chẳng bước theo luật pháp mạng lệnh ta đã để trước mặt các ngươi và tổ phụ các ngươi. Vậy nên, Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: Này, ta sẽ để mặt ta nghịch cùng các ngươi mà giáng họa cho và diệt cả Giu-đa. Ta sẽ lấy dân Giu-đa sót lại, tức những kẻ đã xây mặt vào đất Ai-cập đặng trú ngụ ở đó. Chúng nó sẽ bị diệt tại đó hết thảy. Chúng nó sẽ ngã trên đất Ai-cập, chết dưới gươm hay là bởi đói kém. Kẻ nhỏ người lớn sẽ đều chết vì gươm, vì đói kém, làm cớ cho người ta trù ẻo, gỡ lạ, rủa xả, sỉ nhục. Ta sẽ phạt những kẻ ở trong đất Ai-cập như đã phạt Jerusalem bằng gươm dao, đói kém và ôn dịch. Đến nỗi trong những dân Giu-đa sót lại đến Ai-cập đặng trú ngụ, thì chẳng có ai thoát khỏi hay sót lại đặng trở về đất Giu-đa, là nơi chúng nó còn mong trở về ở. Chúng nó sẽ không trở về được, trừ ra những kẻ tránh khỏi mà thôi. Bây giờ, hết thảy những người biết vợ mình đốt hương cho các thần khác, hết thảy đàn bà đứng tại đó, nhóm thành một hội đông, tức mọi dân sự ở trong đất Ai Cập tại Phatrot, đáp cùng Jeremy rằng: Về sự ông nhân danh Đức Giê-hô-va mà nói cùng chúng tôi, thì chúng tôi không khứng nghe đâu. Nhưng chúng tôi chắc sẽ làm trọn mọi lời đã ra từ miệng chúng tôi, sẽ đốt hương và làm lễ quán cho nữ vương trên trời, như chúng tôi cùng tổ phụ, vua, quan trưởng chúng tôi đã làm trong các thành của Giu-đa và các đường phố Giê-ru-sa-lem. Vì lúc bấy giờ, chúng tôi có bánh đặng no mình, hưởng phước, chẳng thấy tai vạ gì. Nhưng từ khi chúng tôi thôi đốt hương và làm lễ quán cho nữ vương trên trời, thì chúng tôi thiếu thốn mọi sự và bị nuốt bởi gươm dao đói kém. Vả lại, khi chúng tôi đốt hương và làm lễ quán cho nữ vương trên trời, chúng tôi làm bánh để thờ lại người và dâng lễ quán cho người nữa, thì chồng chúng tôi há chẳng biết hay sao? Jeremy bèn nói cùng cả dân sự, đàn ông, đàn bà và mọi kẻ đã trả lời cho người như vậy rằng: Các ngươi cùng tổ phụ, các vua, các quan trưởng mình và dân trong đất đã đốt hương trong các thành Giu-đa và trong các đường phố Giê-ru-sa-lem. Đức Giê-hô-va há chẳng đã nhớ lấy và đã ghi trong ý tưởng Ngài sao? Vì cớ sự hung ác của việc làm các ngươi và sự gớm ghiếc các ngươi đã phạm, nên Đức Giê-hô-va không chịu được nữa. Vì vậy, đất các ngươi đã trở nên hoang vu, gỡ lạ và sự rủa xả, chẳng có ai ở như có ngày nay. Ấy là bởi các ngươi đã đốt hương và đã phạm tội nghịch cùng Đức Giê-hô-va. Bởi các ngươi chẳng vâng theo tiếng Đức Giê-hô-va và không bước theo luật pháp, mạng lệnh và sự dạy dỗ của Ngài, nên tai vạ này đã đến cho các ngươi như có ngày nay. Jeremy lại nói cùng dân sự và mọi người đàn bà rằng: Hỡi cả dân Giu-đa hiện ở trong đất Ai Cập, hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: Các ngươi và vợ các ngươi đã nói ra từ miệng mình và lấy tay làm trọn điều mình đã nói rằng: Thật, chúng ta sẽ làm thành lời mình đã khấn nguyện, đốt hương và làm lễ quán cho nữ vương trên trời. Vậy, các ngươi khá giữ vững lời nguyện mình và làm trọn lời nguyện. Cho nên, hỡi cả dân Giu-đa hiện ở trong đất Ai Cập, hãy nghe lời Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va có phán: Này, ta lấy danh lớn mình mà thề, trong khắp đất Ai Cập sẽ chẳng có một người Giu-đa nào còn mở miệng xưng danh ta nữa mà rằng: Thật như Chúa Giê-hô-va hằng sống. Này, ta sẽ tỉnh thức đặng xuống họa cho chúng nó mà không xuống phước. Mọi người Giu-đa ở trong đất Ai Cập sẽ đều bị vồ nuốt bởi gươm dao đói kém cho đến đã diệt hết. Chỉ có một số rất ít người sẽ được thoát khỏi gươm dao,
từ đất Ai Cập trở về trong đất Giu-đa, và mọi người Giu-đa còn sót lại, tức những kẻ đã đến đặng trú ngụ trong đất Ai Cập này, thì sẽ biết lời nào được nghiệm, lời của ta hay là lời của chúng nó. Đức Giê-hô-va phán: Này là dấu mà các ngươi bởi đó biết ta sẽ hình phạt các ngươi trong nơi này, để các ngươi biết rằng lời ta phán về tai họa các ngươi chắc ứng nghiệm. Đức Giê-hô-va phán như vậy: Này, ta sẽ phó Pha-ra-ôn Hốp-ra vua Ai Cập trong tay kẻ thù nó và kẻ đòi mạng nó, như đã phó Sê-đê-kia vua Giu-đa trong tay Nebuchadnezzar vua Babylon là kẻ thù và đòi mạng Sê-đê-kia. Chương 45. Này là lời của thiên tri Giê-rê-mi nói cùng Ba-rúc con trai Nê-ri-a khi người chép trong một quyển sách những lời bởi miệng Giê-rê-mi nói ra về năm thứ tư đời Giê-hô-gia-kim con trai Giô-si-a vua Giu-đa. Hỡi Ba-rúc, Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel phán cho ngươi như vậy: Ngươi đã nói khốn nạn cho ta, vì Đức Giê-hô-va thêm sự buồn rầu cho sự đau đớn ta. Ta mệt nhọc vì than thở chẳng được nghỉ ngơi. Ngươi khá nói cùng nó rằng: Đức Giê-hô-va phán như vậy: Này, vật ta đã dựng thì ta phá đi, vật ta đã trồng thì ta nhổ đi, sự đó khắp trong cả đất. Còn ngươi, ngươi còn tìm việc lớn cho mình hay sao? Chớ có tìm kiếm. Vì này, ta sẽ giáng tai vạ cho mọi loài xác thịt. Nhưng ngươi, hễ đi đến đâu, ta cũng sẽ ban mạng sống cho ngươi làm của cướp. Đức Giê-hô-va phán vậy. Chương 46. Có lời của Đức Giê-hô-va phán cho tiên tri Giê-rê-mi luận về các dân tộc. Về Ai Cập, luận về đạo quân của vua Ai Cập Pharaon Neco, bây giờ đóng gần sông Euphrates tại Cạc Kemit, tức đạo quân bị Nebuchadnezzar vua Babylon đánh đuổi về năm thứ tư đời vua Jehoiakim con trai Josiah vua của Juda. Hãy sửa soạn thuẫn lớn, thuẫn nhỏ và đi ra trận. Hỡi lính kỵ, hãy thắng ngựa cởi lên. Khá đội mão trụ và đứng sắp hàng, mài mũi giáo và mặc giáp. Làm sao ta đã thấy sự đó? Chúng nó bị kinh hãi, đều quay lưng lại, lính chiến vỡ tan, chạy trốn chẳng ngó lại đằng sau. Sự kinh khiếp khắp tứ bề, Đức Giê-hô-va phán vậy. Người rất lẹ cũng không thể thoát, người rất mạnh cũng không thể trốn. Về phương Bắc, trên bờ sông Euphrates, kìa, chúng nó vấp và ngã. Kìa, kẻ dấy lên như sông Ni-lơ, như sông lớn nổi sóng sôi bọt là ai? Ấy là Ai Cập dấy lên như sông Ni-lơ, các dòng nước nó sôi bọt như các sông. Nó nói: Ta sẽ dấy lên bao phủ cả đất, ta sẽ hủy phá các thành và dân cư. Ngựa hãy xông tới, xe binh hãy rủi mau, hãy kéo tới lính chiến kia. Người cướp và người phút đều mang thuẫn, còn người ly đi cầm cung và dương ra. Ngày đó thuộc về Chúa là Đức Giê-hô-va vạn quân, ấy là ngày báo thù, Ngài sẽ báo kẻ thù nghịch mình. Gươm nuốt mà no, uống huyết chúng nó cho đầy, vì Chúa là Đức Giê-hô-va vạn quân, có sự tế tự trong xứ phương Bắc bên sông Euphrates. Hỡi nữ đồng trinh, con gái của Ai Cập, hãy lên Gala-át mà lấy nhũ hương. Ngươi dùng nhiều thứ thuốc cũng vô ích, chẳng chữa lành cho ngươi được. Các nước đều nghe sự xấu hổ của ngươi, tiếng rên xiết của ngươi đầy khắp đất, vì lính chiến chạm lính chiến, cả hai cùng ngã với nhau. Này là lời Đức Giê-hô-va phán cho tiên tri Giê-rê-mi về sự Nebuchadnezzar vua Babylon sẽ đến đánh đất Ai Cập. Hãy rao tin trong Ai Cập, truyền cho Mít-đôn, báo cho Nốt và Tác-pha-nết, nói rằng: Hãy đứng sắp hàng trực sẵn, vì gươm đã nuốt chung quanh ngươi. Vì sao những người mạnh của ngươi bị cất mất? Chúng nó không đứng được, vì Đức Giê-hô-va đã đuổi chúng nó. Ngài làm cho nhiều người đi siêu tó,
người này ngã trên kẻ khác mà rằng: Đi hè, trở về nơi dân ta, trong đất chúng ta sinh ra, xa nơi gươm dao ức hiếp. Tại đó họ kêu lên rằng: Pharaon vua Ai Cập bị diệt rồi, đã để dịp tiện qua đi. Đức vua, danh ngài là Giê-hô-va vạn quân phán: Thật như ta sống, kẻ thù đến như núi Tha-bô dấy lên giữa các núi khác, như Cạc-mên thò ra ngoài biển. Hỡi gái đồng trinh ở Ai Cập, hãy sắm đồ lề đi làm phu tù, vì Nốt sẽ trở nên hoang vu, sẽ bị đốt, không có dân ở nữa. Ai Cập là một con bò cái tơ đẹp đẽ, nhưng bị ong lỗ từ phương Bắc đến chích nó. Những quân thuê ở giữa nó cũng như bò con béo, nhưng chúng nó cũng xây lưng lại, thảy cùng nhau trốn tránh, không đứng vững được. Vì ngày tai họa, kỳ thăm phạt đã đến trên chúng nó rồi. Tiếng nó như rắn đi, vì quân nghịch nó kéo tới mạnh lắm, cầm búa rìu đến trên nó như thể thợ rừng. Đức Giê-hô-va phán: Quân nghịch đốn chặt rừng nó không thể dò xem được, vì chúng nó đông hơn cào cào, không thể đếm được. Con gái Ai Cập sẽ mang xấu hổ, sẽ bị nộp trong tay dân phương Bắc. Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Israel phán rằng: Này, ta sẽ phạt Amon là thần của Nô, luôn cả Pharaon và Ai Cập với các thần và các vua nó, tức Pharaon cùng những kẻ nhờ cậy người. Ta sẽ phó chúng nó trong tay những kẻ đòi mạng chúng nó, tức trong tay Nebuchadnezzar vua Babylon và trong tay tôi tớ người. Về sau, Ai Cập sẽ còn có dân ở như ngày xưa. Đức Giê-hô-va phán vậy. Hỡi tôi tớ ta là Gia-cốp, chớ sợ chi. Hỡi Israel chớ kinh hãi, vì ta sẽ cứu ngươi từ xứ xa, sẽ khiến dòng dõi ngươi ra từ đất mình bị làm phu tù. Gia-cốp sẽ trở về được bình an yên ổn, chẳng ai làm cho sợ hãi. Đức Giê-hô-va phán: Hỡi Gia-cốp tôi tớ ta, ngươi chớ sợ, vì ta ở cùng ngươi. Ta sẽ diệt hết các nước mà ta đã đuổi ngươi đến. Còn ngươi thì ta không diệt hết đâu, nhưng sẽ sửa trị ngươi cách chừng mực, và không thể nào không phạt ngươi. Chương 4. Vậy vì Đấng Christ đã chịu khổ trong xác thịt, thì anh em cũng phải lấy ý đó làm giáp trụ. Vì người nào đã chịu khổ trong xác thịt thì đã dứt khỏi tội lỗi, hầu cho còn sống trong xác thịt bao lâu thì chớ lại theo những sự người ta ưa thích. Một phải theo ý muốn Đức Chúa Trời. Ngày trước cũng đã đủ làm theo ý muốn người ngoại đạo rồi, mà ăn ở theo tà tịch, tư dục, say rượu, ăn uống quá độ, chơi bời và thờ hình tượng đáng gớm ghiếc. Họ thấy anh em chẳng cùng họ theo sự dâm dật bậy bạ ấy, thì họ lấy làm lạ và dèm chê. Nhưng họ sẽ khai trình với Đấng đã sẵn sàng xét đoán kẻ sống và kẻ chết. Vì ấy bởi điều đó mà tin lành cũng đã giảng ra cho kẻ chết, hầu cho sau khi chịu xét đoán theo loài người về phần xác, thì họ được sống theo Đức Chúa Trời về phần hồn. Sự cuối cùng của muôn vật đã gần. Vậy hãy khôn ngoan, tỉnh thức mà cầu nguyện. Nhất là trong vòng anh em phải có lòng yêu thương sốt sắng, vì sự yêu thương che đậy vô số tội lỗi. Người này người khác phải tiếp đãi nhau, chớ có cằn nhằn. Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau. Khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời. Ví bằng có người giảng luận, thì hãy giảng như rao lời sấm truyền của Đức Chúa Trời. Nếu có kẻ làm chức gì, thì hãy làm như nhờ sức Đức Chúa Trời ban, hầu cho Đức Chúa Trời được sáng danh trong mọi sự bởi Đức Chúa Giêsu Christ, là Đấng được sự vinh hiển quyền phép đời đời vô cùng. Amen. Hỡi kẻ rất yêu dấu, khi anh em bị trong lò lửa thử thách, chớ lấy làm lạ như mình gặp một việc khác thường. Nhưng anh em có phần trong sự thương khó của Đấng Christ bao nhiêu thì hãy vui mừng bấy nhiêu, hầu cho đến ngày vinh hiển của Ngài hiện ra
thì anh em cũng được vui mừng nhảy nhót. Ví bằng anh em vì cớ danh đấng Christ chịu sỉ nhục, thì anh em có phước vì sự vinh hiển và thánh linh của Đức Chúa Trời đậu trên anh em. Trong anh em chớ có ai chịu khổ như kẻ giết người, như kẻ trộm cướp, như kẻ hung ác, như kẻ thầy lai việc người khác. Nhưng nếu có ai vì làm tín đồ đấng Christ mà chịu khổ, thì đừng hổ thẹn, thà hãy vì danh ấy ngợi khen Đức Chúa Trời là hơn. Vì thời kỳ đã đến là khi sự phán xét sẽ khởi từ nhà Đức Chúa Trời. Và nếu khởi từ chúng ta, thì sự cuối cùng của những kẻ chẳng vâng theo tin lành Đức Chúa Trời sẽ ra thế nào? Lại, nếu người công bình còn khó được rỗi, thì những kẻ nghịch đạo và có tội sẽ trở nên thế nào? Vậy những kẻ chịu khổ theo ý muốn Đức Chúa Trời, hãy cứ làm lành mà phó linh hồn mình cho đấng tạo hóa thành tín. Chương 5. Tôi gửi lời khuyên nhủ này cho các bậc trưởng lão trong anh em. Tôi đây cũng là trưởng lão như họ, là người chứng kiến sự đau đớn của đấng Christ và cũng có phần về sự vinh hiển sẽ hiện ra. Hãy chăn bầy của Đức Chúa Trời đã giao phó cho anh em. Làm việc đó chẳng phải bởi ép tình, bèn là bởi vui lòng. Chẳng phải vì lợi dơ bẩn, bèn là hết lòng mà làm. Chẳng phải quản trị phần trách nhiệm chia cho anh em, song để làm gương tốt cho cả bầy. Khi đứng làm đầu các kẻ chăn chiên hiện ra, anh em sẽ được mão triều thiên vinh hiển, chẳng hề tàn héo. Cũng khuyên bọn trẻ tuổi hãy phục theo các trưởng lão. Hết thảy đối đãi với nhau phải trang sức bằng khiêm nhường, vì Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo mà ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Vậy hãy hạ mình xuống dưới tay quyền phép của Đức Chúa Trời, hầu cho đến kỳ thuận hiệp Ngài nhắc anh em lên. Lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em. Hãy tiết độ và tỉnh thức. Kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ, như sư tử rống đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự nó, vì biết rằng anh em mình ở rải khắp thế gian cũng đồng chịu hoạn nạn như mình. Đức Chúa Trời ban mọi ơn, đã gọi anh em đến sự vinh hiển đời đời của Ngài trong đấng Christ, thì sau khi anh em tạm chịu khổ, chính Ngài sẽ làm cho anh em trọn vẹn, vững vàng và thêm sức cho. Nguyện xin quyền phép về nơi Ngài, đời đời vô cùng. Amen. Tôi cậy xin Văn là kẻ tôi coi như một người anh em trung tín, viết mấy chữ này đặng khuyên anh em và làm chứng với anh em rằng ấy là ơn thật của Đức Chúa Trời. Anh em phải đứng vững trong đó. Hội thánh của các người được chọn tại thành Babylon chào anh em. Con tôi là Mark cũng vậy. Anh em hãy lấy cái hôn yêu thương mà chào nhau. Nguyện xin sự bình an ở cùng hết thảy anh em trong đấng Christ. Thi Thiên 76. Trong Giu-đa người ta biết Đức Chúa Trời, danh Ngài lớn tại Israel. Đền tạm Ngài ở Salem và nơi ở Ngài tại Si-ôn. Tại nơi ấy Ngài đã bẻ gãy tên cung, cái khiên thanh gươm và khí giới chiến. Chúa rực rỡ oai vinh hơn các núi sự cướp giật. Các kẻ gan dạ đã bị cướp lột, họ ngủ trong giấc mình, chẳng một người mạnh dạn nào tìm được cánh tay mình. Hỡi Đức Chúa Trời của Gia-cốp, khi Chúa quở trách, xe và ngựa bèn bị ngủ mê. Chính mình Chúa thật là đáng sợ. Cơn giận Chúa vừa nổi lên, ai đứng nổi trước mặt Chúa? Từ trên trời, Chúa truyền đoán ngữ. Khi Đức Chúa Trời trỗi dậy đoán xét để giải cứu các người hiền từ trên đất, thì đất bèn sợ hãi và yên lặng. Cơn giận loài người hẳn sẽ ngợi khen Chúa, còn sự giận dư lại, Chúa sẽ ngăn trở. Hãy hứa nguyện và trả xong cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi. Hết thảy kẻ nào ở chung quanh Ngài, khá đem lễ vật dâng cho đấng đáng kính sợ. Ngài diệt khí kiêu ngạo của các quan trưởng. Đối cùng các vua thế gian, Ngài đáng kinh, đáng sợ. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa, hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài.
Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác. Hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail dưỡnglinhcơdoc2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.